Chào các bạn đã đến với tiết toán ngày hôm nay. Bài học hôm nay của chúng ta có tên là ôn tập và bổ sung về giải toán. Vậy, sau khi học xong bài này, con sẽ biết được những gì? Bài học hôm nay sẽ giúp con làm quen với bài toán có quan hệ tỷ lệ và sẽ giúp con biết cách giải các bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ. Để giúp các con làm quen với bài toán có quan hệ tỷ lệ, cô mời các bạn bước vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ, một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Bạn dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cô mời các bạn cùng quan sát bảng. Dòng phía trên là thời gian đi và dòng phía dưới là quãng đường đi được. Ở cột đầu tiên, đề bài cho mình biết trong 1 giờ, người đó đi được 4 km. Mời các con quan sát cột thứ hai. Đó là trong 2 giờ, người đó đi được 8 km. Ở đây con có thể thấy được rằng thời gian đi gấp lên 2 lần. Chính vì vậy, quãng đường đi được cũng đã gấp lên 2 lần. Tương tự như vậy, trong 3 giờ, người đó đã đi được 12 km. Vì sao con nhỉ? À, bởi vì thời gian đi đã gấp lên 3 lần. Vì vậy, quãng đường đi được cũng đã gấp lên 3 lần, đó là 12 km. Từ đó, các con có thể rút ra được nhận xét. Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần, thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Vậy thì, mối quan hệ tỷ lệ này có liên quan gì trong giải các bài toán? Để biết được điều đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách giải các bài toán có liên quan đến quan hệ tỷ lệ. Cô mời các con. Bài toán: một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Để giải bài toán này, đầu tiên chúng ta sẽ cùng tóm tắt các con nhé. Các con thấy đề bài đã cho chúng ta trong 2 giờ ô tô đi được 90 km. Vậy 4 giờ là bao nhiêu km? Cô chắc hẳn các bạn đã nhận ra được đây là một dạng toán rất quen thuộc với các con ở những năm học trước. A đó chính là dạng toán rút về đơn vị. Để giải bài này, các con sẽ làm như thế nào? Bước đầu tiên, con sẽ đi tìm quãng đường mà ô tô đó đi được trong 1 giờ. Có được quãng đường đi trong 1 giờ. Để tìm được 4 giờ thì chúng ta sẽ nhân cho 4. Bài giải cụ thể như sau. Mời các con cùng quan sát. Bước thứ nhất, trong 1 giờ ô tô đi được là, con lấy 90 chia 2 bằng 45 km. Bước thứ hai, trong 4 giờ ô tô đi được là, con lấy quãng đường đi trong 1 giờ nhân cho 4 là 45 nhân 4 bằng 180 km. Đáp số 180 km. Con quan sát ở bước số 1, bước được đánh dấu sao màu tím. Cô gọi bước này là bước rút về đơn vị. Bài toán rút về đơn vị là một bài toán đã rất là quen thuộc với các con rồi, không có gì khó khăn hết, đúng không nào? Nhưng bài toán này có liên quan gì đến quan hệ tỷ lệ? Cô mời các con cùng quan sát lại phần tóm tắt nhé. Các con thấy ban đầu đề bài cho mình 2 giờ, sau đó lại hỏi mình 4 giờ. Con thấy 2 giờ và 4 giờ có quan hệ như thế nào với nhau? À, trả lời ngay được đúng không nào? Con thấy 4 giờ gấp 2 lần 2 giờ. Như vậy, quãng đường đi được trong 4 giờ cũng sẽ gấp 2 lần quãng đường đi được trong 2 giờ. Vậy bài toán này sẽ giải như thế nào? Cô mời các con cùng theo dõi nhé. Bước thứ nhất, cô sẽ đi tìm tỷ số giữa 4 giờ và 2 giờ. Cô sẽ làm như sau.
4 giờ gấp 2 giờ số lần là? Cô lấy 4 chia 2 bằng 2 lần. Ta đã có tỷ số rồi. Bước thứ hai, con sẽ đi tìm trong 4 giờ ô tô đó đi được là. Con sẽ lấy thời gian đi được trong 2 giờ đem nhân cho 2. Vì sao vậy? À, bởi vì 4 giờ gấp 2 giờ 2 lần cho nên quãng đường đi được cũng gấp 2 lần. Con lấy 90 nhân 2 bằng 180 km, đáp số 180 km. Ở bước số 1, bước được đánh hai dấu sao màu xanh. Cô gọi bước này là bước tìm tỷ số. Các con ạ, ở những năm học trước, các con đã rất quen thuộc với cách giải rút về đơn vị. Vậy thì, sau khi học xong tiết học này, với những bài toán có quan hệ tỷ lệ, con đã được học thêm một cách giải nữa, đó là cách tìm tỷ số. Vậy thì về sau, khi giải các bài toán có quan hệ về tỷ lệ, con có thể linh hoạt lựa chọn các cách giải phù hợp với bài toán của mình. Có những bài toán quan hệ tỷ lệ, con có thể giải được bằng cả hai cách. Tuy nhiên, có những bài con chỉ có thể giải được bằng cách số 1 hoặc bằng cách số 2. Như vậy, chúng ta phải đọc thật kỹ đề và xem xét xem cách làm nào sẽ thật sự phù hợp với đề bài nhé. Nào, bây giờ cô và các con sẽ cùng bước vào phần vận dụng giải các bài toán để có thể hiểu rõ hơn về dạng toán này nhé. Bài số 1. Mua 5 mét vải hết 80.000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải loại đó hết bao nhiêu tiền? Đề bài đã cho mình những gì hả con? Đề bài cho chúng ta 5 mét vải thì hết 80.000 đồng. Đề bài hỏi 7 mét vải hết bao nhiêu tiền? Cô có tóm tắt sau. 5 mét 80.000 đồng, 7 mét bao nhiêu tiền? Ở bài này, con sẽ lựa chọn cách số 1 hay cách số 2? À, để biết được điều đó, con hãy quan sát nhé. Các bạn thấy rằng 5 mét và 7 mét có thể chia hết cho nhau không nào? À, 5 mét và 7 mét không thể chia hết cho nhau được. Chính vì vậy chúng ta có thể làm được cách 2 không? À, không con nhé. Bài này chúng ta sẽ áp dụng cách số 1, đó là con sẽ giải bằng cách rút về đơn vị. Bước đầu tiên, con sẽ đi tìm giá tiền mua 1 mét vải. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm giá tiền mua 7 mét vải. Thật dễ đúng không? Cô mời các bạn cùng làm bài nhé.
Các con đã giải xong chưa nào? Những bạn nào chưa xong, con hãy bấm dừng video lại để mình tiếp tục giải nhé. Còn bây giờ, cô mời các con sẽ bước sang bài tập số 2. Bài 2. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1.200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? Đề bài cho gì hả các con? Đề bài cho cứ 3 ngày trồng được 1.200 cây thông. Đề bài hỏi 12 ngày trồng được bao nhiêu cây thông? Cô có tóm tắt sau. Sau khi xem xong phần tóm tắt, các con nghĩ xem ở bài này chúng ta sẽ làm theo cách nào? Làm theo cách 1 được không nào? Con sẽ tìm số cây thông làm trồng được trong 1 ngày, sau đó mình tìm số cây thông trồng được trong 12 ngày. Quá hợp lý đúng không nào? Vậy còn cách 2 thì sao? Con quan sát thấy 3 ngày và 12 ngày có mối liên hệ với nhau như thế nào? À, 12 ngày có thể chia hết cho 3 ngày. Như vậy, ở bài này chúng ta có thể vừa làm theo cách 1 và vừa làm theo cách 2. Vậy thì, các con có thể lựa chọn cách mà mình quen thuộc hoặc là cách mà mình yêu thích để giải bài này các con nhé. Cô mời các con cùng giải bài tập số 2.
Chúng ta đã đến với bài cuối cùng rồi các con ạ. Mời các con quan sát bài số 3. Số dân ở một xã hiện nay có 4.000 người. Câu A, với mức tăng hàng năm là cứ 1.000 người thì tăng thêm 21 người. Hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người. Câu B, nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1.000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? Đề bài rất dài đúng không? À, nhưng mà bài này rất là dễ con ạ, không có gì khó cả. Mời các con cùng quan sát phần tóm tắt. Câu A. Đề bài nói rằng cứ 1.000 người thì tăng thêm 21 người. Vậy thì 4.000 người sẽ tăng thêm bao nhiêu người? Theo các bạn, chúng ta sẽ giải theo cách 1 hay cách 2? Rồi, bây giờ mình sẽ xem xét thử cách 1 nha các con. Con nhìn xem 21 có thể chia được cho 1.000 không nào? À, 21 không thể chia hết cho 1.000. Chính vì vậy chúng ta sẽ áp dụng, sẽ xem thử xem cách số 2 thế nào nha. Con thấy 4.000 người như thế nào so với 1.000 người? À, 4.000 người có thể chia hết cho 1.000 người. Như vậy chúng ta có thể áp dụng cách số 2, đó là cách tìm tỷ số. Vậy bước thứ nhất con sẽ làm gì? Bước thứ nhất con sẽ tìm xem 4.000 người gấp 1.000 người bao nhiêu lần. Sau đó con sẽ tìm được số người tăng thêm sau 1 năm bằng cách lấy 21 nhân cho số mà con vừa tìm được. Thật là dễ nếu áp dụng theo cách số 2 đúng không? Tương tự như thế câu B cũng vậy. Ở câu B, cứ 1.000 người thì tăng thêm 15 người. Vậy 4.000 người sẽ tăng thêm bao nhiêu người? À, câu B giống hệt như câu A, không có gì khác cả. Các con tự làm được đúng không? À, cô mời các bạn làm bài thật nhanh nhé.
Các bạn nhỏ ơi, các con đã làm xong chưa? Bài này rất dễ đúng không? Sau khi học xong bài này, các con đã nắm được thế nào là quan hệ tỷ lệ và các cách giải các bài toán quan hệ tỷ lệ rồi đúng không nào? Tuy nhiên, cô xin lưu ý lại với các con một chút xíu, đó là đối với dạng toán quan hệ tỷ lệ, có những bài con có thể giải được bằng hai cách, giống như bài tập số 2. Bên cạnh đó, có những bài con chỉ giải được bằng một cách, giống như bài số 1 và bài số 3. Chính vì vậy, các bạn phải đọc đề thật kỹ và xem cách làm nào sẽ phù hợp với đề bài nhé. Cô chúc các bạn sẽ hoàn thành thật tốt các bài tập của mình và chúc các con sẽ có sức khỏe thật nhiều ở trong mùa dịch này nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.